Bảo Sa Đa Huy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 30 tháng 3 năm 2024. Và Bảo Sa Đa Huy đang có mặt ở thị trấn Thanh Miện của tỉnh Hải Dương. Và Bảo Sa Đa Huy về đây từ sớm để đưa tin cho quý vị. Bảo Sa Đa Huy biết tin ở Thanh Miện có tổ chức một cái triển lãm quy mô khoảng trên dưới 500 tác phẩm do câu lạc bộ Cửu An Thanh Miện tổ chức. Cuộc triển lãm Thanh Miện mở rộng năm 2024. Và trước mắt quý vị là cái công tác nhận cây vẫn đang diễn ra. Và cái cuộc triển lãm sẽ khai mạc vào ngày 31 tháng 3. Quý vị yêu cây cả nước sẽ nắm bắt được cái thời gian, cái địa điểm để về với triển lãm, tham quan, chiêm ngưỡng những tác phẩm ở nơi đây. Và cuộc triển lãm được tổ chức ở trung tâm văn hóa thị trấn Thanh Miện. Quý vị nhìn thấy bạt ngàn cây cảnh quý vị ạ. Bảo Sa Đa Huy sẽ truyền tải cho quý vị rất nhiều cái thước phim ở nơi đây để quý vị được biết và được hiểu và được chiêm ngưỡng những tác phẩm ở nơi đây. Và trước mắt quý vị là thành viên ban tổ chức. Cháu chào các chú nhá. Chào các chú rồi chào các anh ở trong ban tổ chức. Đúng rồi ạ. Ban tổ chức chúng tôi có gần chục người. Ngồi đây là những người về trong ban tổ chức. Tôi là chủ nhiệm trưởng ban tổ chức. Và đây là chú Tằng, chú Thành, chú Phan và chú Hoạch. Dạ vâng. Chuyên về ban tổ chức. Dạ vâng. Thành viên ban tổ chức của mình có 8 người đúng không ạ? 9 người. À 9 người, dạ vâng. Thì đang mọi người đang làm nhiệm vụ quý vị ạ. Thì có đây là đại diện có 5 thành viên. Và chú này chú cho cháu và quý vị biết cái quý danh nhỉ? Chú Nguyễn Ngọc Quyên. Chú Quyên đúng không ạ? 63 tuổi, đam mê cây cảnh từ khi mới nòn nọc mẹ. Chú ơi, chú cho quý vị nắm bắt được cái thời gian diễn ra triển lãm của mình. Bắt đầu từ ngày cháu biết là ngày từ 31 tháng 3 rồi. Sẽ bế mạc vào ngày bao nhiêu chú nhỉ? Như vậy là hôm nay là ngày thứ 2 nhận cây. Ngày mai khai mạc và như vậy là sau 10 ngày là đến mùng 8 là bế mạc. Dạ vâng ạ. Mai là ngày khai mạc chính để đón các đoàn đại biểu. Vâng. Và quý khách xa gần về tham dự và thưởng ngoạn. Vâng ạ. Cháu được biết thì cái quy mô của triển lãm mình rơi vào khoảng trên dưới 500 tác phẩm có phải không chú? Như vậy là vì cái nhà văn hóa của huyện là nó rất là nhỏ. Cho nên là chúng tôi là dự định là 500 tác phẩm và hôm nay đã là 460 tác phẩm rồi. Bây giờ đến chiều là còn 40 tác phẩm nữa. Cái đích mà 500 là còn chưa nói đến nan. Đây là riêng cây cảnh nghệ thuật là ship 500 tác phẩm rồi. Vâng ạ. À. Cái đích 500 là có khả năng là còn vượt 500 đúng không? 99%. Vâng ạ. Cháu cảm ơn các chú của anh nhá và Bảo Sa Đa Huy cùng với quý vị khán giả sẽ gửi đến lời chúc đến ban tổ chức và chúc cái triển lãm sẽ gặt hái được nhiều thành công. Chú nhá và các anh nhá. Quá mời được quý vị về. Cảm ơn rất nhiều ạ. Quý vị vừa được gặp gỡ các thành viên của ban tổ chức và chúng ta sẽ đi ngắm cái tổng thể không gian một chút. Cái không gian thì ngay chính giữa sân triển lãm thì Bảo Sa Đa Huy nhìn thấy một không gian trưng bày những tác phẩm bonsai sa để bàn. Và vùng quanh là những tác phẩm cây tầm đại rồi những cây tầm trung. Và cái không gian thì ở trung tâm văn hóa thị xã Thanh Miện với một cái không gian cũng không quá rộng nhưng mà cũng không chật. Không gian thì Bảo Sa Đa Huy nghĩ là khoảng trên dưới 500 tác phẩm thì đặt ở cái không gian này là vừa tầm, rất đẹp. Đợt này khả năng kỹ hơn đợt trước. Quyết à, đợt này kỹ hơn đợt trước. Mà đợt này mời nhiều tác phẩm. Chào các anh nhá. Chào em nhé. Chào anh nhá. Vâng ạ. Đợt này mời nhiều tác phẩm đẹp. Quý giời lấy cây cô này được vào truyền hình này. Đấy. Trước mắt quý vị là cây xanh cổ thần kim quy. Chào hai chị nhá. À đây ba chị. YouTube. Ôi, hôm nay đang đứng trên những cây đại thụ của các quý vị. Ba chị là lên truyền hình rồi đấy nhá. Truyền hình đấy. Dạ vâng. Dạ vâng. Con sai Đức Huy đó. Trước mắt quý vị là thần kim quy của chú Cường Thóc. Nhà tác phẩm này thì quá đẳng cấp rồi.
vẻ đẹp rồi cái nét oai phong hùng vĩ thì không nói quý vị cũng biết. Một cây xanh tán tầng cổ. Những nhà vườn nổi tiếng, những tác phẩm quý cũng đã về với Thanh Viện. Quý vị nhìn từ trên cao xuống, không gian rất đẹp quý vị ạ. Một quy mô cấp huyện và do câu lạc bộ Cửu An tổ chức. Và đây là cái cuộc triển lãm thứ hai do câu lạc bộ Cửu An tổ chức. Nhiều cây chất lượng quý vị ạ. Và còn nhiều cây có cái nét độc đáo riêng. Đơn cử như cái tác phẩm ngay trước mắt quý vị. Tác phẩm đặc biệt đó là tác phẩm có tên Tiến sĩ Hiền Hồi. Tác phẩm này của bạn Ngạc Nguyễn, công ty trách nhiệm hữu hạn Ngạc Nguyễn. Có sao đâu khi nhìn thấy chú Cường Thóc đóng góp rất nhiều tác phẩm với triển lãm Thanh Biện. Đây cũng là tác phẩm của chú. Đây cũng là những cái tác phẩm tiêu biểu của nhà vườn chú. Và đây cũng là cây của chú Cường Thóc quý vị nhé. Tác phẩm có tên là Tam Bảo. Bóng tàn đang ra cái lứa lộc lon. Rất là đẹp. Lá tươi mơn mởn. Nhìn trong cây rất có sức sống. Và một cây tầm đại quý vị nhé. Cây này thì của chú cũng phải cao tầm 1m3 đến 1m4. Và còn nhiều tác phẩm chất lượng nữa. Bonsai tôi nhìn thấy những cái tác phẩm của câu lạc bộ Bonsai Chợ Đỏ, Anh Phúc Bonsai Chợ Đỏ, những cây mai thiếu thủy. Và tiếp theo một cây bonsai đẳng cấp nữa của anh Hà. Anh là gì? Chào anh, em là Bonsai Đức Huy. Vâng, chào anh. Cái này của anh ấy từ form dáng đến đường thân. Là một cây đẳng cấp rồi. Một cái size cây tầm trung. Cao chỉ khoảng 70 phân thôi. Form trực hoành, rất đẹp. Và tiếp theo chúng ta lại đến một cây mai châu thủy. Cũng là của câu lạc bộ Bonsai Chợ Đỏ, Anh Phúc Bonsai Chợ Đỏ. Sao đó quý vị sẽ quay cho quý vị một cái thước phim đưa tin quý vị nhé. Trước mắt quý vị là tác phẩm của chú Lộc, cây mai châu thủy của chú Lộc. Sau đó Huy sẽ quay chi tiết cho quý vị và sẽ quay ra nhiều cái video để cho quý vị yêu cây sẽ được chiêm ngưỡng. Và trong cái thước phim vừa đặt chân đến triển lãm Thanh Biện thì bà Sao Đức Huy cũng muốn đưa tin cho quý vị một cái thước phim tổng thể để quý vị phần nào nắm bắt được
cảm nhận được cái quy mô và cái chất lượng triển lãm ở nơi đây. Trong số các anh ấy chia sẻ là trong số gần 500 tác phẩm đã có về đây thì những cái tác phẩm như thế này là những cái tác phẩm bonsai rất là chất lượng. Bên cạnh những cái cây tầm đại thì quý vị vừa chiêm ngưỡng quý vị thấy rồi. Quá nhiều. Thì mời quý vị là cây hoa giấy rất là nghệ thuật. À, cây của bạn Tú nhá, bạn Tú đang nghệ nhân Thành đang nghệ nhân này, bác sĩ này. Nếu để mà nghề cầm kéo cầm với anh, cầm kéo với anh thì nó là quá là thành thạo rồi. Bởi vì ngoài tạo tác cây thì anh còn là bác sĩ nữa mà. Tác phẩm hoa giấy quá độc đáo, giấy nghệ thuật quá. Tú mang đến triển lãm mấy tác phẩm rồi Tú ơi? Em hôm nay em cũng bắt đầu ra em mang một tác phẩm duy nhất. Ờ, một duy nhất thôi. Tác phẩm gọi là tác phẩm con cưng. Con cưng đấy, con cưng của Tú. Con cưng. Tác phẩm này là gây dựng từ cái cuốn. Cái này Tú mời mời bạn Thành, mời anh Thành làm cây thì có khó không? Có khó khăn không? Anh ấy là một người là rất là bận, rất là công việc, rất là bận bịu. Nhưng mà khi mà em Tú mà có lời thì kiểu gì anh cũng bố trí, anh sắp xếp, mang kéo lên đấy để anh đưa cái hồn của anh vào đấy. Rồi. Dạ. Nên chú Tú lúc nào anh cũng ưu tiên rất là nhiều. Đấy. Lần nào mời Nguyễn Thành của chúng tôi thì không đơn giản đâu quý vị nhé. Anh ấy lịch cái anh ấy kín hết. Nhưng mà cây của Tú thì anh Thành sẵn sàng làm giúp. Vì chiêm ngưỡng những tác phẩm ở đây. Cây này của anh Thành ơi. Tất cả dàn cây của anh hết. À, một dàn. À, xung quanh này của anh Thành. À. Đây là tất cả những cây của anh Thành quý vị nhé. Hoa giấy, rồi một số những cây xanh, cây sung. Quý vị nhìn thấy các nhà vườn cũng đang mang những tác phẩm về với triển lãm. Và hôm nay thì nhận cây trong ngày hôm nay nữa quý vị ạ. Ban tổ chức nhận cây trong ngày hôm nay nữa. Và ngày mai thì sẽ là ngày khai mạc. Chào các anh nhé. Anh Tầng mấy ngày hôm nay vất vả nha. Đang sắp xếp, anh em đang sắp xếp. Đang phải sắp xếp cây quý vị nhé. Cái ngày khai mạc thì sẽ có cái hình ảnh, cái diện mạo rất là khác quý vị ạ. Hôm nay ban tổ chức vẫn còn đang xếp đặt cây. Và quý vị nhìn thấy các cây đến còn vẫn phải đề tạm dưới đất này. Đề tạm bắt đầu mới bố trí vào vị trí thích hợp. Và Thái Huy vừa là đưa tin cho quý vị, vừa là chia sẻ cái không khí ngày nhận cây cho quý vị. Những cái tác phẩm rất đẹp ngay trước mắt. Đó là tác phẩm của anh Minh tại Bình Giang, Hải Dương. Ở cái góc này đẹp quá quý vị ạ.
bóng tàn anh ấy xếp và đẹp quá. Và phía trước quý vị là tác phẩm Duối của công ty nước sạch Lam Sơn tại Lam Sách, Hải Dương. Anh cũng góp mặt một tác phẩm Duối. Và còn rất nhiều những tác phẩm của các nhà vườn nữa. Có sao đó, trong một thước phim thì không thể chia sẻ, truyền tải hết được cho quý vị. Rất mong quý vị sẽ thông cảm và sẽ đón xem ở những thước phim sau. Và các chủ nhân của những cái tác phẩm mà không được giới thiệu, không được chia sẻ thì cũng rất mong quý vị thông cảm và quý vị sẽ xem và chờ đợi ở những cái chương trình sau, có sẵn đó thì sẽ truyền tải cho quý vị. Và kính thưa quý vị, Bó Sát Đô Huy vừa đưa tin cho quý vị một thước phim triển lãm sinh vật cảnh do câu lạc bộ Cửu An Thanh Miện tổ chức. Triển lãm với cái quy mô khoảng 500 tác phẩm. Hôm nay là ngày nhận cây cuối cùng. Và đến đây thì Bó Sát Đô Huy xin phép và xin được chào tạm biệt quý vị. Hẹn quý vị ở video tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất nhiều.